Khánh Ly và những người bạn nghệ sĩ cùng với công ty D&D Entertainment sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn chương trình ca nhạc Ru Tình qua các thành phố San Jose, Houston và quận Cam, khởi đầu vào ngày 21 tháng 6 tới đây. Việc chuẩn bị cho chương trình ca nhạc đặc biệt này hiện nay đã đi vào giai đoạn cuối. Phố Bosa TV mới đây đã có buổi nói chuyện với ca sĩ Khánh Ly và ca sĩ Thu Phương trong một ngày đầu tháng 6 đầy bận rộn của các nghệ sĩ. Show Ru Tình còn mấy tuần nữa mà bắt đầu ở Bosa đã thấy những cái banner bắt đầu treo lên ở các tiệm. Nhưng mà đằng sau thì dường như là hai vị vẫn còn bàn bạc rất nhiều những chi tiết. Thu Phương, cô Khánh Ly có thể nói một cách tổng quát về cái show cũng như hiện nay ở cái chương trình chuẩn bị đã tới đâu rồi ạ? Tôi bây giờ để nhường cho Thu Phương nói trước đi. Phương nói trước xong rồi Khánh Ly sẽ nói. Vậy là u nhường dưới đấy ạ. Có lẽ trước tiên Thu Phương xin được kính gửi lời chào đến khán thính giả của phố Bosa TV, một kênh truyền hình có thể nói rất đặc biệt đối với cá nhân Thu Phương. Cũng xin được gửi lời chào đến U Khánh Ly và anh Lân. Thực ra thì đối với cá nhân Thu Phương, với vai trò của một người ca sĩ được tham gia trong chương trình Du Tình lần này, với cá nhân của Thu Phương là một nghệ sĩ trẻ, gọi là thế hệ con cháu sau này, thì đây là một cái hãnh diện rất lớn với Thu Phương để có thể cùng với các thế hệ lớn hơn mình, các thế hệ đi trước, để có thể có mặt trong một cái chương trình mang rất đặc biệt và quả thật rất là nhiều ý nghĩa. Thì đó là một cái điều mà Thu Phương cảm thấy mình may mắn và cũng rất là hãnh diện. Và điều một cái điều may mắn hơn nữa là Thu Phương cũng được cái sự tin tưởng của không riêng gì ca sĩ Khánh Ly mà cả của chú Đoan, chú Nguyễn Hoàng Đoan là một người mà Thu Phương rất là kính trọng và rất là đặc biệt trong đời sống của nữ ca sĩ Khánh Ly. Vì thế cho nên là đây là một cái cơ hội có thể nói là Thu Phương chờ đợi và đang rất là mong chờ cho đến cái buổi trình diễn sắp tới. Cách đây lâu lắm rồi, cũng đến 5 năm, khi mà nhà tôi đó làm cho tôi cái đêm hát kỷ niệm 50 năm ở nhà thờ Kính, thì anh chỉ mơ ước làm cái đêm hát đó để cho tôi nhớ mãi là mình đã đi được một nửa thế kỷ rồi đó. Nhưng mà bên cạnh đó đó thì nhà tôi hay bàn với một người bạn trẻ lắm, nhỏ lắm, cũng thuộc loại U80, 70 gì đó, là ca sĩ Quang Thành. Hai người bàn để làm sao làm cho tôi được một cái tour nhạc lấy cái tựa là Du Tình. Du Tình là tựa một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà nhà tôi thì rất thích. Mục đích là để sau cái kỷ niệm 50 năm đó, tôi có thể đi đến được các nơi, tận mặt thăm hỏi, cảm ơn những người đã có lòng đối với mình trong nửa thế kỷ qua. Rồi bên cạnh đó, cái chính mà nhà tôi muốn đó là Quang Thành và tôi sẽ đi đến những cái công tác xã hội. Bởi vì nhà tôi nói là đến cái lúc mà mình đi ra khỏi cái đời sống này đó thì mình chẳng mang được cái gì cả đâu. Nên nếu mà có thể làm được cái gì thì làm. Quang Thành là người Công giáo mà chúng tôi cũng là người Công giáo. Cho nên bằng cái niềm tin Chúa Kitô phục sinh và tin tưởng là những cái gì mình có ngày hôm nay là Chúa Mẹ cho mình. Và có thể Chúa Mẹ cho được thì Chúa Mẹ cất đi được bất cứ lúc nào. Cho nên trong một buổi hát ở Hà Nội tôi có nói là những điều gì có thể làm ngày hôm nay thì không để ngày mai. Đây cũng là một cái dịp để tôi được gặp bạn bè, từ anh Elvis Phương, chị Lệ Thu, anh Tuấn Ngọc, chị Lê Uyên. Những người trẻ hơn thì có Quang Thành, Hà Anh Tuấn, nhưng mà cái người mà tôi rất quý là Thu Phương. Vì nhà tôi thì không biết Thu Phương là ai, nhưng mà tôi có nói với nhà tôi lâu lắm rồi, tôi nói là
anh phải nghe và nhìn Thu Phương hát thì anh mới hiểu tại sao mà không phải em mà nhiều người thích Thu Phương. Phải nhìn để thấy cái lửa, thấy cái linh hồn qua những cái ca khúc mà Thu Phương trình bày. Cho nên đây là một cái dịp ghi lại những cái kỷ niệm mà có lẽ nhiều khi tôi làm được ngày hôm nay, tôi biết ngày hôm qua, tôi biết ngày hôm nay, nhưng mà tôi không biết ngày mai. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Tôi đã trải nghiệm cái điều đó. Cho nên tôi tin tưởng Thu Phương, tôi tin tưởng Quang Thành, tôi tin tưởng các bạn tôi, và tôi tin tưởng Dũng là người có thể sắp đặt những cái show đi như vậy một cách chu đáo. Và theo ý của nhà tôi từ trước đó là đặt cái niềm tin ở Dũng, Thu Phương và Quang Thành. Tôi chỉ tin thôi. Cũng như khi tôi hát với các ban nhạc, tôi thường nói là bây giờ tôi giao cả cái sinh mạng của tôi cho ban nhạc, tôi không biết gì cả. Thì tôi tin là Thu Phương, Dũng và Quang Thành, vì thương tôi, nghĩ đến nhà tôi, sẽ làm tất cả những cái điều tốt đẹp nhất cho khán thính giả ở các nơi và cho nhà tôi, người đã đi xa rồi. Vì sao lần này cái show nó đặc biệt như vậy, cô Khánh Ly lựa những người nghệ sĩ đó, nó có cái nguyên nhân nào đằng sau? Có chứ. Có nhiều người thấy tôi hát với anh Chế Linh, hát với chị Thanh Tuyền, thì cứ thắc mắc là tại sao mà nhạc Khánh Ly làm sao mà đi với Chế Linh được, phải không? Tại sao mà Thanh Tuyền lại hát với Khánh Ly? Tôi nói sở dĩ mà tôi làm cái điều đó, chúng tôi hát như thế nào thì ai cũng biết cả. Ai sở trường cái gì thì tất cả mọi người đều biết qua 50 năm. Nhưng mà sở dĩ chúng tôi làm cái điều đó là để ghi lại những cái hình ảnh, những cái kỷ niệm chỉ đến với mình trong một lần trong đời thôi. Rồi mai kia mốt nọ, có thể lúc mà mình nằm viện dưỡng lão đó, mở cái đó ra coi, thấy lại bạn mình, ôi cái thời đó cũng bảnh quá ha, mà mình cũng không đến nỗi nào, thì tưởng tượng lúc đó đó sẽ cười, nhưng mà nước mắt sẽ chảy ra. Cô tính hơi xa quá. Không xa đâu, không xa đâu. Ở cái U60 của tôi bây giờ ai cũng biết là tôi phải trên 70 rồi. Mình không thể nói dối cái tuổi của mình được. Mình hãnh diện với cái tuổi của mình. Mỗi một tuổi nó có một cái đẹp. Cho nên dù là còn sống một ngày nữa thì tôi cũng vẫn yêu đời như thường. Phải vượt qua mọi trở ngại, phải khắc phục mọi hoàn cảnh để mà đi nốt cái con đường mình phải đi. Tôi đi thì rất chậm, nhưng mà hễ đi chậm thì đi chắc, và đi chắc thì hy vọng đi lâu. Thực ra thì Thu Phương nghĩ là thế này. Thu Phương hoàn toàn có một cái sự đồng cảm lắm trong tất cả những cái chia sẻ, hay là trong con người, hay là cái cách hát, thì có lẽ một cái điều gì đó nó đồng cảm, thì khi cô nói cái gì mình cũng cảm thấy nó đúng hết á. Và Thu Phương đồng ý là đúng là mình nghĩ đến nhiều việc, mà như anh Lân nói rằng là nghĩ hơi xa. Nhưng mà nếu như Thu Phương nghĩ rằng U vừa mới nói một cái chữ là có những cái việc của ngày hôm nay mình nghĩ là mình sẽ không thể để ngày mai, là bởi vì mình, nếu như mình tính quãng đường không tính xa thì mình nghĩ là mình sẽ để dành cái điều đó để lúc này mình mới làm, hay để một thời gian nữa mình hãy làm điều đó. Thì quả thật đó, đời sống bây giờ không phải là ngắn ngủi mà nhiều khi rất mong manh. Thế cho nên là có những điều mà mình nghĩ đến là mình phải muốn làm ngay, vì mình sợ là ngày mai mình lại không có cơ hội nói hay không có cơ hội làm. Bởi vì anh Lân biết không, em thấy là như này, có một cái điều á, có những bài hát hay là có những cái hình ảnh được ghi giữ lại, hay là có những câu chuyện được kể mà mình nói là mình ân hận chuyện gì ta? Mình ân hận là mình đã không chụp với mình đã chụp tấm hình với nhau hôm nay không được đẹp, hay mình ân hận là mình nói câu chuyện hôm nay không có được hay, hay mình hát bài hát này nó không được tốt. Nhưng mà thực sự cái điều ân hận nhất sẽ là bức hình mình không chụp, sẽ là bài hát mình không hát và cái câu chuyện mình không nói. Thế cho nên khi mình đã làm được, mình có được là còn mình có hơn. Cho dù nó có thể sai, có thể có những cái không được như ý mình, nhưng mà đã giữ lại được những kỷ niệm thì đó là những cái điều mà sẽ để nói cho mai sau. Thành ra Thu Phương rất là thích những cái điều đấy. Và lần này khi mà cái đặc biệt là khi Thu Phương được
Út Khánh Ly có ngồi xuống và bàn về làm cái chương trình. Thì bởi vì anh Lân cũng biết là Thu Phương cũng đã làm rất nhiều cái chương trình ở tại đây, những cái vai trò là người biên tập của chương trình. Thì với một cái list ca sĩ mà mình thấy là wow, có thể nói là rất là đáng mơ ước đấy thưa anh. Nghệ sĩ Tuấn Ngọc, nghệ sĩ Lê Uyên, nghệ sĩ Lệ Thu, Elvis Phương. Mỗi người có một cái chất giọng rất là tất cả mọi người, dạ vâng, đã là đặc biệt lắm rồi. Và ở trong ký ức của những người yêu nhạc Việt Nam bao nhiêu năm nay có những dấu ấn rất đặc biệt. Thành ra khi mà em mới, Thu Phương mới ngồi nghĩ là mình sẽ biên tập cái chương trình này như thế nào, để làm sao mà tất cả những cái phần kết hợp sẽ là những cái phần biểu diễn hoặc là những cái tiết mục mà mãi sau này ai cũng sẽ nhớ lại một cái giai đoạn đó, và mình có thể mỉm cười là mình có những cái sự bên cạnh nhau và một cái chương trình được dàn dựng rất là chất lượng như thế. Thì Thu Phương lo lắng bao nhiêu thì cái điều cuối cùng á là khi đến được gặp U để mà bàn về chương trình thì mới thấy là ôi giời, tất cả những cái suy nghĩ của mình còn lâu lắm mình mới đi tới được, bởi vì là mình sẽ còn 30 năm nữa để làm được cái điều như U, để mà nghĩ được đến những cái điều đó. Thế cho nên là Thu Phương thấy là mình có quá nhiều những cái mình được học hỏi từ đây. Và khi mà U lên cái chương trình, dạ thưa anh, đấy là khi Thu Phương đã được thấy là U đã có tất cả những cái phần kết hợp giữa các nghệ sĩ nam, rồi những cái phần trình diễn giữa các ca sĩ nữ, rồi kết hợp nam nữ, và có thể nói là rất là phong phú. Mà Thu Phương nghĩ là thôi, cuối cùng á thì thực sự là mình trẻ người non dạ quá, mình làm sao mình biết hết được khả năng của những người nghệ sĩ đã đi trước mà đã gắn liền một giai đoạn với U. Thành ra U là cái người hiểu rõ điều đấy nhất, là sở trường của ai, những khuyết điểm, những nhược điểm như nào. Và khi mà được chứng kiến các nghệ sĩ gọi điện cho nhau để mà tập bài, để chuẩn bị cho những cái tiết mục, thì em thấy trời đất ơi, có nghĩa là cái thời gian nó, cái tuổi tác nó không có nói đến điều gì cả. Bởi vì em thấy là nhiều khi còn họ hơn cả là những nghệ sĩ trẻ nữa. Dù nào háo hức rồi, nôn nao rồi, tìm bài làm sao để... Và Thu Phương cũng thấy là đấy là một cái điều mà rất là hay, khi mà mình được sống ở trong một cái hoàn cảnh làm việc mà nó không như là mình nghĩ. Mình lại cứ tưởng, mình cứ nghĩ là chỉ các ca sĩ trẻ thì mới có những cái hồ hởi, hưng phấn. Nhưng mà thực sự những nghệ sĩ mà đã trải qua 5 tháng, thưa anh, cái cách nó điềm đạm nhưng mà cái khao khát của họ hay lắm. Mà em thấy cái đấy mình chắc là mình từ từ mình sẽ thấy được. Các ca sĩ như là Tuấn Ngọc, Elvis Phương, Lệ Thu và Lê Uyên, thì ca sĩ Khánh Ly đã có người nào mà ca sĩ Khánh Ly chưa bao giờ hát với hay không, hay là đã từng làm việc với nhau? Đã từng làm việc mấy chục năm rồi. Thành ra bất cứ có một cái cơ hội nào mà ngồi lại với nhau đó thì rất là vui. Thu Phương nói đúng lắm, tại vì trái tim của cái người nghệ sĩ không bao giờ già cả. Cái tuổi tác nó chỉ là những con số mình đặt ra thôi, chứ thật ra thì tuổi tác nó đâu có nghĩa lý gì đối với nghệ sĩ đâu, đối với ca sĩ. Bài hát cũng thế, càng hát càng yêu và càng hát thì càng muốn hát. Nhất là đối với tụi này, cái tuổi đời nó không còn bao nhiêu nữa, mình phải nhìn vào sự thật đi, đừng có mơ mộng nữa. Bây giờ làm được cái gì thì làm. Tại vì cái đường nó ngắn rồi, mỗi một bước, như riêng tôi, mỗi bước tôi đi gần tới Chúa với mẹ hơn. Nhưng mà tôi biết chắc một điều là tôi sẽ có một cái đời sống khác cũng tốt đẹp, không thua gì cái đời sống này. Thì cái sự mà kết hợp với nhau đó, giữa những bạn bè thân ngày xưa và với thế hệ trẻ bây giờ, tôi nghĩ là cái điều rất cần thiết. Tại vì những người già đó không thể nào đứng mãi một nơi được. Đồng ý là cái chiếu thì rộng, ai cũng có chỗ ngồi cả, nhưng mà nếu bớt đi ngồi nhìn những tuổi trẻ đi qua trước mặt mình, tôi thấy cũng thú vị lắm. Tôi yêu tuổi trẻ, nên có lẽ vì như thế cho nên tôi chưa già thôi nha. Nói về cái sự kết hợp giữa các tiếng hát, như là Thu Phương mới hé lộ sơ sơ là có rất nhiều cái sự kết hợp khác nhau. Cô Khánh Ly có thể bật mí một tí xíu những cái kết hợp nào, thí dụ như là tiếng hát của Khánh Ly mà hát chung với lại tiếng hát của Lê Uyên thì là cái bài gì và nó sẽ như thế nào? Sẽ có hát chung nhưng mà ai mà nói bài bây giờ. Sẽ khủng khiếp lắm ạ. Thí dụ như là Thu Phương
sẽ hát với Khánh Ly, với Hải Anh Tuấn, rồi Quang Thành sẽ hát với Khánh Ly. Và đặc biệt lần này đó, tôi sẽ xin trình bày một số những ca khúc Da Vàng mà từ lâu lắm rồi mọi người không có dịp để nghe, tôi không có dịp để hát. Tại vì Da Vàng không thể nào hát trong những dòng bài được. Đã thì trên cái sân khấu này tôi sẽ trình bày lại một số những ca khúc Da Vàng nổi tiếng mà ai cũng biết, thí dụ như là Đại Bác Du Đêm, Ngày Dài Trên Quê Hương, Ca Dao Mẹ, Ngủ Đi Con, Người Già Em Bé, rồi Gia Tài Của Mẹ. Và lần này thì bắt Hà Anh Tuấn và Quang Thành, Thu Phương phải tham gia vào trong cái không khí Da Vàng đó. Mấy cái bài hát Da Vàng mà cô Khánh Ly vừa mới nhắc làm cho Lân nhớ lại là các bà chị đã từng nghe, gọi là mòn cả tức bao nhiêu cái băng cassette từ những cái bài hát đó. Yêu lắm, rất là yêu những ca khúc Da Vàng nhưng mà ít có dịp hát quá. Ví dụ như một câu nào cô thử được không cô? Ôi dồi ôi, tuyệt vời. Mấy cái bài ví dụ như là tôi muốn yêu anh yêu Việt Nam, ngày mới lớn tay nghe quen đạn mìn, thưa đôi tay giữ làn môi, từ nay tôi quên hết tiếng người, tôi có người yêu chết trận à sao. Đó, thích như bài đó chẳng hạn. Hay lắm rồi. Hoặc là những cái bài mà Thu Vương rất là thích mà U mới nói đó là Đại Bác. Đại Bác đêm đêm rồi về thành phố nhá. Chúng tôi sẽ hát với nhau. Lắm. Đó là một cái giai đoạn thực sự tôi nghĩ là... Tại vì thế hệ trẻ, những người sinh ra sau chiến tranh, họ không có liên quan gì, họ không có biết nhiều. Mà trong khi đó thì tụi tôi lại trải qua cái thời đó, thì chia sẻ với nhau một chút cái không khí thôi, cái hơi thở thôi, gọi là một chút Việt Nam, chia sẻ với nhau những trái tim Việt Nam trong cái tình người Việt Nam. Chắc chắn sẽ là một buổi tiệc âm nhạc với rất nhiều cung bậc khác nhau từ thế hệ trước cho tới thế hệ sau. Được nghe mấy bữa nay anh Dũng Taylor có nói tới nhiều cái chi tiết là đây giống như là một cái chương trình, một cái show ca nhạc chia tay của cô Khánh Ly. Người nghe có nhiều người thắc mắc sao lại là chia tay từ cái chương trình này thôi cô? Được không, tại vì đi một vòng cũng đủ 2 năm rồi. Nhưng mà đủ 2 năm thì cũng có thể đó là cái thời gian mình ngưng. Nhưng mà bên cạnh đó vẫn là những cái công tác xã hội. Tại vì Quang Thành và Khánh Ly và anh Nguyễn Hồng Đoàn, chúng tôi đi một cái con đường là đi đến với những người không may. Cái không may của tôi đối với người khác không ăn thua gì đâu. Bên cạnh tôi có rất nhiều người mất mát như thế, họ vẫn can đảm mà vượt qua để sống. Thì mình cũng phải như thế thôi. Không phải chỉ có một mình là không may rồi ngồi đó trách trời trách đất. Ông trời rất là công bằng, chia đều cho mọi người. Nhưng mà nếu muốn đi tới những cái người bất hạnh không may, mình mang lại cái gì cho người ta? Thật ra người ta cho mình cái hạnh phúc là mình cảm thấy cuộc đời mình nó đáng sống. Vì những cái công việc đó, khi mình mang lại cái niềm vui cho người ta, thì thật ra là người ta mang lại cái hạnh phúc cho mình trong cái cuộc hội ngộ đó. Nhưng mà để muốn làm được những cái đó, mình không thể đến mình hát cho người nghèo nghe được. Người ta nghèo quá, hay là người ta không thấy đường, người ta cần tiền để người ta mổ mắt, để người ta nhìn lại thấy ánh sáng. Mình tới mình hát cho người ta nghĩa lý gì cả. Tôi thực tế hơn một chút là mang được cái gì cho người ta. Nhưng mà mang cái gì, chúng tôi ca sĩ Việt Nam chẳng có ai giàu có cả. Nếu muốn có tiền để đi đến với những người nghèo, tôi phải làm ra tiền. Mà cái tiền đó ở đâu? Là khán thính giả, những người mà đi làm mà bấm giờ đó, bấm thẻ đó. Họ chia sẻ cái mồ hôi nước mắt với chúng tôi. Họ nuôi chúng tôi bao nhiêu năm. Thì bây giờ chúng tôi phải chia sẻ lại với những người không may khác. Bằng cái tiền túi của mình, chúng tôi không có đi xin hay quyên góp của ai cả. Sức mình làm được tới đâu thì làm tới đó. Đến khi nào không làm được nữa, tạ ơn Chúa Đức Mẹ, con thấy là cái sức của con đến đây là hết rồi. Thì đó cũng là hình thức để tạm biệt khán giả đó. Như vậy là khán giả sẽ còn nghe nhiều Khánh Ly hát qua những show nhạc. Dạ, quyên góp, có thánh ca, có dân ca, tình ca, tự tình, dân tộc, đầy đủ hết. Có cổ nhạc, có chèo, có trù. Chúng tôi sẽ
cống hiến tất cả quý vị ở các nơi đầy đủ các bộ môn đóng góp lại. Và cái này đặc biệt là phải có sự hy sinh của các anh chị em ca nhạc sĩ. Tức là mọi người đều phải bớt cái phần của mình lại. Phải bớt của mình lại thì mới có để mà cho người khác. Mình vừa đủ sống thôi. Nếu mà cứ xin là cơm ngày hai bữa, quần áo mặc suốt ngày thì chúng tôi đủ sống và mới có tiền đi cho người khác. Thực ra thì Thu Phương xin được xin phép được bổ sung một chút với cái câu hỏi của anh, là bởi vì khi anh hỏi là thắc mắc về cái chuyện là cái chương trình này là cái chương trình mà gọi là chia tay. Thực ra thì như U mới nói đó, là đi nguyên cả tất cả những nơi cần đến thì cũng mất 2 năm rồi. Là bởi vì du tình theo như cái chương trình được xây dựng và được như mong muốn của chú Nguyễn Hoàng Đoan cũng như là những người như anh Dũng Taylor, công ty DD Entertainment và nghệ sĩ Quang Thành cùng với cá nhân Thu Phương được một chút cái đóng góp trong đó, thì muốn xây dựng chương trình để làm sao đi được thật nhiều nơi, để gặp được thật nhiều người, thì có lẽ sẽ là một cái tour trình diễn khắp vòng quanh thế giới. Thưa anh, có thể đi tới các nước châu Âu, Úc, châu, Canada, tại tất cả rất là nhiều tiểu bang ở nước Mỹ, cho nên phải mất ít nhất là hơn 2 năm để thực hiện tất cả những điều ấy. Dạ, và có khi về tới Việt Nam. Thì chia tay ở đây là Thu Phương nghĩ rằng là một cái chương trình mà cô Khánh Ly muốn được xây dựng trọn vẹn nhất về cảm xúc, về tinh thần của một đêm nhạc và về tất cả những điều gì cô muốn hát, muốn chia sẻ với những người bạn đã đồng hành với cô nhiều năm và với cả những nghệ sĩ, những thế hệ ca sĩ trẻ mà cô muốn chia sẻ và truyền đạt lại những cái thông điệp trong đời sống hoặc trong những cái tác phẩm mà cô đã đi qua. Thì đó là cái gọi là chia tay ở đây là một chương trình mà mình là thực sự tâm huyết và mình hết tất cả những gì mình muốn nói. Còn khi chấm dứt cái tour du tình, có thể là cô bắt đầu chính thức, cô sẽ chuyển sang một giai đoạn khác. Cô sinh hoạt nghệ thuật là đi từ thiện và rất nhiều những hình thức khác để mà mình đóng góp tiếng hát của mình với những công tác xã hội mà từ trước giờ cô ít có cơ hội để làm hơn. Thì đó là Thu Phương nghĩ như vậy, chứ không phải là chia tay với khán giả. Bởi vì thực sự cô đến giờ phút này, theo cái cách mà Thu Phương thấy được trong những cái ngày mà gặp gỡ và bàn về những công việc, thì thấy cô chưa bao giờ thấy cô lại có thể hào hứng và nhiều năng lượng đến như vậy. Thành ra tôi nghĩ là chưa thể ngừng ở đó, bởi vì có quá nhiều câu chuyện, nhiều bài hát cần phải được kể nữa. Dù sao thì Thu Phương thấy cái điều quan trọng nhất, như nghệ sĩ Thanh Ly mới nói, là Thu Phương thấy rằng cái cuối cùng, cái đóng góp ở đây có thể không phải là quá nhiều những gì to lớn quá, hay là mình nói những cái chữ gọi là vĩ mô về những cái gì mình có thể làm được, nhưng mà những cái đóng góp nhỏ nhỏ từ giọng hát và từ đó có thể trở thành một cái điều gì đó nó rất là cụ thể, nó là vật chất để mà có thể đóng góp được với xã hội. Thì cái điều đó là cái điều Thu Phương nghĩ là cá nhân Thu Phương cũng chắc chắn là sẽ có một ngày sẽ đi theo cái con đường như thế, bởi vì mình thấy nó rất là đúng và nó có thể không nhiều, nhưng mà khi đúng thì là cái điều nên làm. Thu Phương nghĩ là như vậy. Như vậy là cái chương trình Ru Tình này với 3 show ở Houston, San Jose và Orange County là chỉ là mở đầu cho cái loạt chương trình mà đi khắp nơi như mọi người nói. Như vậy thì mọi người cũng không có lo lắng là sẽ không còn nghe tiếng hát của cô Khánh Ly sau cái chương trình ngắn ngủi này. Cuối cùng, trước khi chúng ta khép lại cái phần nói về Ru Tình, thì cô Khánh Ly cũng như là Thu Phương có thể chia sẻ là qua cái show này, các nghệ sĩ muốn người xem, muốn khán giả của mình tiếp nhận cái chương trình này như thế nào? Thường thường đó thì cái sự nhận xét của khán thính giả đối với người nghệ sĩ đó có nhiều lúc cũng khắt khe lắm, chứ không phải là không. Thì nếu mà có dịp đó được gần nhau trong cái không khí như thế này đó, lớn có, nhỏ có, già có, trẻ có, đàn ông nữ có, nam có, dễ tạo được một cái nhịp cầu thông cảm, chia sẻ với nhau. Tại vì mình biết chia sẻ cái hạnh phúc thì cũng nên biết chia sẻ cái tâm sự, cái bất hạnh của những người khác cho nó đồng đều, để mọi người đều luôn luôn nghĩ rằng lúc nào bên cạnh khán thính giả cũng là chúng tôi, và chúng tôi thì lúc nào cũng có khán thính giả ở các nơi, lúc nào cũng yểm trợ, khuyến khích tinh thần để cho chúng tôi đi con đường dài hơn trong những cái sinh hoạt văn nghệ. Nhạc cần thiết cho đời sống, cũng như tiếng cười thì nước mắt cũng cần thiết cho đời sống vậy. Chúng tôi rất mong được thêm
sự khuyến khích để nhạc Việt Nam đi xa hơn nữa. Những bài hát mà quý vị yêu thích, những tên tuổi, những khuôn mặt đã không thể nào thiếu trong trái tim của quý vị. Thế đây cũng là một cái dịp để cho chúng tôi được nói lời cảm ơn đi. Để, và những người trẻ như Thu Phương, như Hà Anh Tuấn, như Quang Thành sẽ phải hết lòng, phải hết lòng trong cái việc phục vụ cho khán thính giả và trong cả cái công tác xã hội nữa. Bởi vì tôi nghĩ đây là những con đường tốt đẹp. Cảm ơn cậu. Thu Phương cũng xin được ngắn gọn một chút trước khi có thể nói là chia tay cái buổi nói chuyện này. Có thể sẽ có một chuỗi tất cả nhiều những bản tình ca, những tình khúc du của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được ca sĩ Khánh Ly thể hiện, như là những cái chia sẻ, những cái gì đã trải qua trong suốt đời sống cũng như sự nghiệp ca hát của cô. Và có nhiều những cái bản tình ca của các nghệ sĩ sẽ mang đến cho quý vị một cái đêm nhạc. Tôi vẫn nghĩ rằng là có thể sẽ là những cái kỷ niệm đẹp, mai mốt chúng ta ngồi lại và nhắc nhớ với nhau đã có một cái giai đoạn như thế, hay là có một đêm nhạc như thế, quý vị được tận hưởng tất cả những gì tốt đẹp và kỷ niệm nhất. Thì Thu Phương chỉ mượn một cái câu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông có viết trong những cái bài du của ông là cũng như là hy vọng là quý vị sẽ đến với tất cả những người nghệ sĩ chỉ trong những cái khoảnh khắc nào đó trong một cái đêm nhạc, thì xin rằng, xin em hãy ngồi yên đấy để chúng tôi kể cuộc tình, chúng tôi tìm cuộc tình cho. Xin em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho. Thì đó là những cái gì mà chia sẻ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong những tác phẩm du của ông. Và nghệ sĩ Khánh Ly cũng muốn là như vậy, chia sẻ những buồn vui trong đời sống dù chỉ là khoảnh khắc trong một đêm nhạc. Và xin được cảm ơn quý vị đã yêu thương cá nhân Thu Phương rất là nhỏ bé thôi, nhưng mà nhiều người nghệ sĩ trong chương trình là những thế hệ đã đi qua rất là nhiều buồn vui trong đời sống, và mong rằng sẽ có một đêm được gặp gỡ với quý vị, sẽ có một đêm nhạc thật nhiều kỷ niệm. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình như quý vị vừa mới nghe nó, Thu Phương nói, tầm cỡ của Thu Phương mà nằm ở trong chương trình này, Thu Phương phải nhận là chỉ là một phần nhỏ bé thôi, thì cái mức độ đồ sộ của chương trình thì chúng ta phải hiểu. Chấm dứt phần 1 của chương trình ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần 2 với sự trao đổi với lại ca sĩ Khánh Ly. Hy vọng sẽ có rất nhiều những cái thông tin mà quý vị muốn hiểu thêm về ca sĩ Khánh Ly, với những câu hỏi hy vọng chưa bao giờ được đặt ra với ca sĩ Khánh Ly. Xin cảm ơn Thu Phương rất nhiều, và xin cảm ơn cô Khánh Ly.